Xin chào tất cả các bạn nhé. Tiếp tục quay trở lại với các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo này. Và trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục hướng dẫn cho các bạn những hướng dẫn hay ở trên điện thoại nhé. Và các bạn dùng điện thoại thì các bạn không còn quá xa lạ với chiếc thẻ SIM của các bạn rồi. Nhưng nhiều bạn dùng, mặc dù mới dùng hoặc là dùng đã lâu, các bạn có một cái bước vô cùng quan trọng hoặc là các bạn quên, đó là các bạn bảo mật thẻ SIM của các bạn, quên bảo mật thẻ SIM hay nói cách khác là quên cài mã PIN trên thẻ SIM. Việc này thì nó bình thường thì các bạn dùng thì nó không sao đâu, nhưng mà một vài trường hợp các bạn phải cần đến nó. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài mã PIN ở thẻ SIM dành cho các bạn dùng điện thoại iPhone nhé. Ok, để thực hiện việc cài mã PIN trên SIM thì các bạn hãy làm cho mình các bước như sau nhé. Thì tại giao diện của điện thoại này, các bạn hãy chọn cho mình vào phục mục cài đặt chung này. Trong đó các bạn chọn cho mình tiếp theo đến cái mục là di động ở đây. Đó, thì ở trong cái mục di động này thì các bạn sẽ nhìn xuống cái phần là cuối cùng này. Có phần mạng nhé, ở trong cái mục mạng, ví dụ như các bạn dùng nhà mạng nào, nó sẽ hiển thị ở nhà mạng đó. Và có mục pin của SIM. Rồi, thì đây của mình đang là tắt cái phần pin của SIM nhé. Rồi các bạn hãy bật lên cho mình. Đấy. Ở cái phần SIM mặc định, tức là mã pin mặc định của điện thoại ấy, nhà mạng Viettel sẽ là 4 số 0, còn nhà mạng của Vina sẽ là 1234 và Mobi sẽ là 4 số 1. Thì tùy theo nhà mạng nào các bạn hãy chọn nhé, các bạn bật lên cho mình. Và mình sẽ nhập cho mình là 4 số 0 này, 1234 này. Các bạn chọn xong này. Đấy. Sau khi các bạn nhập 4 số 0 của mình là nhà mạng Viettel nhé, thì cái phần dấu bật tắt như thế này nó sẽ xanh lên. Ok. Nhưng với cái điều kiện là cái mã pin này ấy, nó là cái mã pin mặc định thì ai cũng biết rồi. Thì bây giờ các bạn để bảo mật, các bạn cần phải đổi cho mình cái mã pin mới. Thì các bạn chọn cho mình là đổi pin này. Đấy. Đấy, pin hiện tại nhé, tức là 4 số 0 ấy, 1, 2, 3, 4. Các bạn chọn xong này. Đấy, nó hiện là pin mới nhé. Các bạn sẽ tùy theo cái mong muốn cũng như là tùy theo cái nhu cầu của các bạn có thể bảo mật cái mã pin của bạn thành 4 số mới nhé. Mình lấy ví dụ như mình sẽ chọn là 4 số 8 đi, 1, 2, 3, 4. Các bạn chọn xong này. Xác nhận lại, 1, 2, 3, 4. Các bạn chọn xong tiếp. Rồi, như vậy là cái mã pin của cái SIM của bạn đã được cài đặt nhé. Vậy là mỗi lần các bạn mở máy, tức là các bạn khởi động lên máy hoặc là các bạn chuyển sang một cái máy khác, thì ngay lập tức cái màn hình của bạn yêu cầu nhập cái mã pin. Nếu mà các bạn không nhập được thì không nhập đúng, tất nhiên rồi, các bạn sẽ không dùng được SIM hoặc là sẽ bị khóa thẻ SIM. Ok, bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thử động khởi động lại điện thoại của các bạn này. Khởi động lại điện thoại nhé, mình chọn là đây này, khởi động lại này. Đấy, khởi động này, ok. Ok, đã khởi động và các bạn nhìn đây này, hệ thống này, SIM bị khóa này, các bạn nhìn chưa? Bây giờ mình sẽ mở cái mật khẩu mở máy của mình. Đấy. Đấy, ngay lập tức thì nó sẽ hiển thị lên cái phần là nhập pin cho SIM. Đấy, thì tối đa các bạn có 3 lần nhá. Ví dụ như các bạn nhập sai thì nó sẽ không được nhá. Đây này, mình ví dụ như mình chọn 4 số 0 mặc định đi. 4 này, ok này. Đấy. Pin vẫn không được nhá, còn lại 2 lần thôi. Bây giờ mình sẽ nhập đúng cái mật khẩu là 4 số 8 nhá. 1 2 3 4. Các bạn ok. Đấy. SIM của mình đã được mở nhá. Đây này, đã có sóng rồi, các bạn nhìn chưa? Đây. Sóng đấy, nhà mạng của Viettel nhá. Ok. Thì các bạn lưu ý cho mình, các bạn nhập đúng cái mã pin mà các bạn đã cài trên SIM khi các bạn đổi nhé, tức là 4 số 8. Ok, đấy là của mình 4 số 8. Rồi, các bạn muốn thay đổi cái mã pin mới thì các bạn vẫn vào lại cho mình cái phần di động này, pin của SIM này. Các bạn chọn đổi mã pin. Và bây giờ các bạn sẽ nhập lại cho mình cái mã cũ nhé. Đấy, tức là 4 số 8 của mình ấy. Rồi, mã pin mới mình sẽ chọn là 4 số 0 đi. Đấy, xong này, xác nhận mới này, 1, 2, 3, 4 này. Xong này, đấy, mình đổi lại như bình thường. Các bạn có thể tùy theo nhu cầu của các bạn nhé. Chúc các bạn thành công. Đó là toàn bộ các bước mà các bạn cần để các bạn có thể cài được cái mã pin trên SIM ở trên điện thoại iPhone. Hy vọng qua các bước hướng dẫn của mình thì các bạn có một cái bước mới để các bạn bảo mật cái
chiếc thẻ SIM hay nói cách khác là chiếc điện thoại của các bạn. Và nếu các bạn thấy hay, nhớ like và chia sẻ video. Lần đầu tiên bạn nào cái kênh của mình ủng hộ mình thêm bằng cách nhấn cho mình một nút đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ một video nào nhé.